Chào các bạn, hôm nay tôi đi đổi bằng lái xe và tôi muốn quay một cuốn video và nói về cách thức đổi bằng lái xe của tiểu bang Texas. Thì tiểu bang Texas ấy, có cái luật là khi mà mình lái xe là mình phải có bằng lái. Mà muốn có bằng lái ấy, là mình phải học. Thứ nhất là mình phải học là luật lệ đi đường. Những cái luật lệ về bảng giao thông và một số những luật lệ của tiểu bang trong khi mình lái xe. Sau khi mình học xong đó, mình sẽ tới cái cơ quan này, mình xin đi thi. Thì mà khi mà đi thi đó thì nó có hai cái để cho mình thi, là một cái là thi viết và một cái là thi lái. Đầu tiên là họ bắt mình thi viết trước, nếu mà mình đậu thì mình mới được quyền thi lái. Thì mình phải đi từng bước một, từng step một. Tôi thì đã có bằng lái từ lâu lắm rồi, nhưng mà cứ 4 năm là mình phải đi renew lại. Tiếng Mỹ gọi là renew, mà tiếng Việt mình tạm dịch là đi đổi bằng lái lại. Mà khi đi đổi bằng lái đó thì không cần phải thi nữa, mình chỉ tới điền một cái đơn. Đại khái đây là một cái đơn. Rồi mình lấy một cái số, lấy đây là cái số đây, rồi mình chờ. Khi mà người ta gọi tới cái số của mình đó, thì mình tới cái booth hay là cái window, có cái người nhân viên của tiểu bang, họ ngồi ở đó và họ sẽ phỏng vấn mình sơ sơ. Họ sẽ hỏi mình một vài câu hỏi, rồi mình phải trình những giấy tờ hợp lệ, cũng như đưa cái bằng lái cũ ra cho họ. Và khi mà họ đã kiểm tra xong xuôi tất cả đó thì họ mới lấy cái bằng lái cũ của mình lại, rồi họ sẽ cung cấp cho mình một cái bằng tạm để mình đi đường. Rồi mình sẽ chờ khoảng từ 3 tuần cho đến 4 tuần thì người ta sẽ gửi cho mình cái bằng lái chính thức về nhà. Đó là cái luật lệ của tiểu bang Texas. Ở bên Mỹ này có 50 tiểu bang, thì mỗi tiểu bang nó có một cái luật lệ riêng. Mà cái bằng lái bên Mỹ này nó cũng giống như là cái chứng minh thư ở bên Việt Nam vậy đó. Cái thẻ căn cước á, tạm gọi là cái thẻ căn cước đi, ở bên Việt Nam vậy đó. Thì trên cái bằng lái của mình đó, nó sẽ có cái hình của mình, có cái địa chỉ của mình đó, có cái có một vài cái chi tiết về mình. Thí dụ như là màu của cái mắt của mình, mắt mình màu gì, màu nâu, màu đen, màu xanh hay màu gì đó. Thì những cái chi tiết đó sẽ in trên bằng lái. Đồng thời có thêm một cái chi tiết khác là cái chiều cao của mình. Thí dụ mình cao khoảng 1m7 đi. Thì bên Mỹ này người ta không xài mét mà người ta xài feet, foot. Thì
đại khái là nếu mà 1m7 thì tương đương khoảng 5'6", 5'7", đại khái như vậy. Rồi chỉ có bằng lái đó đó, họ sẽ cho mình biết là cái ngày hết hạn. Thì cứ 4 năm là hết hạn. Cái ngày hết hạn là cái ngày sinh của mình đó các bạn. Tôi nói thí dụ như là một người nào đó sinh ngày 1 tháng 1 năm 2015. Đại khái là sinh ngày 1 tháng 1 năm 1975. Tôi nói thí dụ đi. Thì 4 năm sau cũng vào ngày 1 tháng 1 của 4 năm sau thì mình, cái bằng lái của mình sẽ hết hạn. Thì người ta sẽ gửi cho mình cái tờ giấy để cho mình đi renew lại, đi đổi bằng lại. Cái năm nó không quan trọng nha các bạn, nhưng mà cái ngày sinh mới là quan trọng. Tôi nói thí dụ cái bằng lái đó được cấp năm 2015. Cái tuổi không cần quan trọng, cứ 18 tuổi là có thể lấy bằng lái, hoặc thậm chí 16 tuổi cũng lấy được bằng lái rồi, chứ không phải 18 tuổi đâu. Nhưng mà tôi nói cái độ tuổi trung bình đó. Thì nếu mà năm 2015 đó mà mình có bằng lái, thì nếu mà mình sinh ngày 1 tháng 1 thì năm 2019, ngày 1 tháng 1 của năm 2019, tức là 4 năm sau, là mình phải đi đổi bằng lái. Đó. Mà trước đó, đó mình không phải đợi tới ngày, đúng cái ngày mà hết hạn là mình mới đi đổi đâu. Mình phải đi đổi trước 1 tháng hoặc 2 tháng. Đó. Trước 1 tháng hoặc 2 tháng. Chứ mình đợi cho tới cái ngày chót á, nhiều khi công việc nó trễ nãi, hoặc là mình xếp hàng, mình đợi xếp hàng quá lâu, rồi tới giờ người ta đóng cửa, mình phải trở về nhà. Rồi mình ngày hôm sau mình phải trở lại. Thì ngày hôm sau cái bằng lái của mình nó hết hạn một ngày rồi. Khi mà hết hạn một ngày, lỡ mà bị cảnh sát nó thổi, thì mình cứ đưa bằng lái cái cũ của mình ra, mà cảnh sát nói là ô, bằng lái của anh nó hết hạn ngày hôm qua rồi, tại sao anh không đi đổi? Thì mình cũng giải thích là hôm qua tôi đi đổi, nhưng mà đông quá rồi, đến 5 giờ người ta đóng cửa, tôi phải đi về, hôm nay tôi trở lại. Thì những trường hợp như vậy thì cảnh sát cũng du di với mình. Họ cũng khuyên là lần sau đó ông phải đi đổi bằng lái trước 1 tháng, tối thiểu phải trước 1 tháng. Đừng đợi cho đến ngày cuối rồi mới đi đổi. Tiếng Việt mình là đừng đợi đến nước đến chân rồi mới nhảy. Đấy. Thì cái bằng lái của tôi thì chưa hết hạn là bây giờ đâu, cũng còn khoảng gần 2 tháng nữa. Nhưng mà tôi vẫn phải làm cho chắc ăn, không có đợi đến ngày cuối. Đấy. Thì khi mà đổi bằng lái như vậy đó, thì mình phải đóng một cái lệ phí. Mà cái lệ phí đó nó sẽ thay đổi theo hàng năm. Mà hiện tại tôi đang đứng xếp hàng ở đây á, thì tôi không biết là cái lệ phí nó bao nhiêu tiền cả. Mỗi một trường hợp nó khác nhau đó. Cái trường hợp nó khác nhau là như thế nào? Tại vì tôi là người đi đổi bằng lái, chứ không phải đi xin bằng lái mới. Có những người mà họ lần đầu tiên họ mới xin bằng lái mới thì cái giá nó khác. Mà cái người mà đi đổi bằng lái thì cái giá nó khác. Mà cái giá thì hàng năm lại thay đổi. Cho nên tôi đang đứng đợi. Khi nào mà gọi cái số của tôi thì tôi vô trong cái booth của họ, thì người ta sẽ cho mình biết là mình phải đóng bao nhiêu tiền. Đấy. Thì tôi đang chờ. Mà chắc có lẽ phải 2 tiếng nữa thì mới tới phiên tôi. Tại vì các bạn cũng thấy sơ đây là cái văn phòng của tiểu bang Texas,
rất là đông nha các bạn, gần như là không có chỗ ngồi luôn. Tôi đang đứng để nói chuyện với các bạn đây đó. Tôi quay sơ sơ cho các bạn coi. Đây là cái bút. Đây là những cái chỗ mà người ta ngồi đợi. Đó, thì tôi đang đứng, tôi chờ mình nhường ghế cho những người lớn tuổi hoặc những hào đàn bà trẻ em họ ngồi. Thì tôi nghĩ chắc phải 2-3 tiếng nữa mới tới phiên tôi, thì mình cũng cố gắng mình chờ thôi. Vài phút tâm sự với các bạn về cái chuyện đi đổ bằng lái ở bên tiểu bang Texas. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp các bạn trong một dịp khác và sẽ nói về vấn đề khác. Xin chào các bạn. Bye bye.